hộp nhựa dính đầy mỡ bò kho, rửa sao cả nhà? Rửa nước nóng đi con. Ba toàn dùng chanh. À, mẹ, con chỉ cần dùng Sunlay mới với công nghệ sạch siêu tốc, đánh bay dầu mỡ cứng đầu ngay cả trên đồ nhựa. Sạch kín kít, cảm ơn mẹ. Sunlay mới.